Rồi, sau đây mình tiếp tục đế thứ hai các bạn ơi. Móc xong cái hố rồi, giờ định vị cái đế này xuống để định vị những cái cống đó các bạn. Đặt cống cho nó không bị lúng nè, nó sẽ định vị được cái cống. Cẩu lên. Rồi, cẩu đế lên. Các bạn thấy không? Nặng quá. Khối bê tông này rất là nặng các bạn. Nặng lắm. Rồi hạ xuống để đặt cống thôi. Wow. Nhờ có này nó không có lúng cống các bạn. Sau khi đặt hai cái gối định vị xong rồi, giờ cẩu cống để đặt xuống nè các bạn. Mình thấy không? Cống này rất là nặng nên cần phải cẩu to mới được các bạn. Cống này nặng hàng tấn á, phải dùng cẩu to thiệt là to mới cẩu nổi các bạn. Mà cũng phải chịu thôi, đường nhỏ chịu thôi, phải dùng cẩu to mới cẩu cống được. Đặt cống nhỏ nó thường bị tắc nghẽn lắm các bạn, nên phải đặt cống to cho thông thoáng. Đây, giờ xe chuẩn bị tiến lại những cái hố mà đặt này các bạn. Để đặt cống xuống đây. Mình thấy không? Xe di chuyển từ 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 từ. Ở trên vướng dây điện nữa rồi. Không biết qua lọt không đây. Cẩu duỗi ra. Quay qua đây lại đặt cái nó lại đứt. Địa hình rất là khó đi các bạn. Cẩu thì to mà trên thì dây điện, ở dưới thì xe. Chướng ngại vật rất là nhiều. Phải tỉ mỉ. Được các bạn. Tới mình là mình phải né thôi. Né cho có tài làm việc các bạn. Yeah, lại cho có tài làm việc thôi. Các bạn thấy không? Này không phải cẩu nữa mà cái này lết từng mét tại vì cao ở trên cao dây điện không thể nào mà cẩu lên cao được. Phải chỉnh cống lại các bạn. Chỉnh cống cho nó phù hợp với cái đầu nối á, mới nối vào được các bạn ơi. Hồi nãy thì đường chặt quá không chỉnh được. Ra đường gọng gọng nè, phải quay cống lại. Rồi bắt đầu là cái dây thun này là để vô cái khớp nối các bạn, nó không bị cấn cống nha các bạn. Nó sẽ im cống hơn. Đó, cái dây thun nịt vô đó, thấy không? Để cho im cống. Khi mà tiếp xúc giữa hai mặt cống thì nó không bị cắn, không bị bể mẻ ha. Nhẹ nhàng tiến lại gần các bạn ơi. Đi lại gần cho các bạn xem nè. Hạ xuống cái lỗ đã đào sẵn. Xong gáp hai cái đoạn đó lại cùng chung với nhau. Wow. Hà cống an toàn rồi các bạn ơi. Giờ chỉ việc đút vô khớp nữa là thành công. Ở đây thôi.
Bỏ đất đi, bỏ đất đi. Giải phóng mặt bằng luôn. Giờ về hai cái đế này để đào đất nè các bạn, đào đất. Giờ hai đế để đào đất nha các bạn. Sau đây là lắp cống rồi các bạn ơi, định vị xong rồi, giờ lắp cống thôi.